Ngày 25 tháng 12, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện Phạm Vũ Linh, 20 tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, có hành vi giả công an. Tối 24 tháng 12, người dân gọi điện báo tin với công an thành phố Long Xuyên về một thanh niên mặc quân phục công an đang ngồi trong quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, có biểu hiện nghi vấn giả công an. Khi công an đến nơi, phát hiện Linh mặc quân phục công an đeo hàm thượng sĩ nên đã mời Linh về trụ sở làm việc. Tại đây, Linh khai bộ quân phục công an do một người bạn tặng khoác trên người bộ quân phục, Linh chạy xe xuống thành phố Long Xuyên uống cà phê để ra oai chứ không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Linh còn thừa nhận đã nhiều lần xuống thành phố Long Xuyên chơi và dẫn đường cho xe cứu thương được 3 lần. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của Linh.